Xin chào quý vị các bạn, hôm nay mình tiếp tục gửi đến quý vị các bạn một cái kèo Aerob đến từ nhà Polygonmatic. Thì Polygonmatic cũng không nằm ở trong số ngoại lệ các cái mạng tiền ảo khác. Họ đã quyết định ra một cái dự án đào coin ở trên Telegram có tên là Oxygen Miner. Một cái giao diện rất là đẹp mắt, huyền ảo giống như Metaverse vậy các bạn ạ. Thì đường link đăng ký mình để ở đây phía dưới mục mô tả của clip nhé. Các bạn kích vào cái này để vào cái con bot trên Telegram để kích hoạt cái app DAO. Thì sau khi các bạn kích hoạt được cái app DAO thì các bạn sẽ thấy một cái giao diện của cái con DAO, cái con Oxygen Miner nó như thế này. Thì các bạn kích vào Collect Food ở đây này để nhận được các cái phần gọi là thức ăn để các bạn có thể thực hiện farm. Và cái chu trình để các bạn có thể nhận được cái đồng coin ở đây thì là 1 tiếng đồng hồ. Ở đây các bạn sẽ thấy có một số cái tab vụ, boost này, task này, reference này, và ví này. Thì ở đây có một biểu tượng của cái dương nữa, thì các bạn sẽ kích vào biểu tượng của cái dương, các bạn sẽ được gọi là quay số trúng thưởng. Đấy, quay số ví dụ như là food ở đây này, hoặc là cái đồng oxygen ở đây. Đó, thì các bạn open box để xem là các bạn sẽ được phần thưởng là gì. Đây, ví dụ như ở đây mình đã được 500 củ cà rốt. Các bạn để ý ở trên này mình được 1.800 cà rốt này. Đấy là food. Đó, thì nó sẽ được cộng dồn vào thêm. Hình như nó chưa cộng vào cho mình. Thôi rồi, mình quay tiếp một lần nữa để xem được bao nhiêu. Đây, lại được tiếp tục 2.500. Đó, nó đã cộng vào đây cho mình rồi. Như vậy là mình đã sử dụng hết cái phần mở dương thưởng này rồi. Thì mình sẽ vào các cái phần task đây để mình làm nhiệm vụ. Ví dụ như bạn subscribe kênh Oxygen này ở trên Telegram thì sẽ nhận được 2.000 Oxy. Những cái tác vụ này mình đã hoàn thiện hết. Join vào mạng Oxygen chat này ở trên Telegram cũng nhận được 2.000. Đấy, mình đã kích hoạt thì nó sẽ báo là hoàn thiện các cái task vụ này. Phần Join Study Store này mình sẽ giới thiệu các bạn ở trong phần 2 của clip. Hôm nay mình sẽ làm lướt qua, giới thiệu qua về dự án để các bạn có thể tham gia vào cái dự án này nhanh nhất. Giới thiệu được 10 người thì các bạn sẽ được 25.000 OC. Đấy, 100 phần thưởng nó sẽ còn nhiều hơn rất nhiều. Đấy là phần tab vụ. Về phần boost đây thì các bạn có thể nâng cấp cái tốc độ đào. Ví dụ như đây các bạn sẽ phải mất 900 OC để có thể nâng được cái thời lượng cái tốc độ nhận phần thưởng phút của các bạn là 150 phút trên giờ. Đấy, như này cũng tương tự như vậy. OC ở đây nhầm, sorry, đây là phần phía trên là phút, phần phía dưới là OC. Đó, phút với OC nó liên quan với nhau. Ví dụ như là mình có nhiều OC thì mình sẽ tạo ra nhiều phút. Đấy, hô hấp, quang hợp gì đấy. Chắc là ý tưởng của dự án này nó là như vậy. Thì tùy các bạn có thể cân nhắc cái số lượng phút và OC mà các bạn đang sở hữu để có thể nâng cấp. Thời gian đầu thì có thể nâng cấp nhiều để tích lũy thêm được nhiều phút và OC sau này. Sau đấy sau một quãng thời gian nâng cấp thì các bạn cân nhắc cái việc dừng lại để tích lũy phút và OC đủ để đến khi dự án kết thúc nhé. Còn đây là phần referral, các bạn copy cái đường link này chia sẻ để có thể nhận thêm được nhiều phần thưởng từ việc tuyển rep. Đấy, ví dụ như một rep thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu bằng một hình người và 24 phút đấy, kiểu như thế. Và đây là địa chỉ ví, địa chỉ để các bạn có thể nạp và rút cái đồng Matic ở trên cái ví này. Private key thì các bạn sẽ phải lưu lại để sử dụng trong các cái trường hợp sau này. Nó đang tạm ẩn nên mình kích vào nó sáng lên thì mình bị lộ mất ví. Thì các bạn cân nhắc cái việc hiển thị cái private key này và tiếp tục sử dụng, lưu trữ để sử dụng sau này. Phần NFT phía sau này thì mình cũng sẽ ra một clip khác để gửi đến các bạn hướng dẫn chi tiết hơn. Đó, thì đó là cái dự án mới tên là Oxygen của nhà Polygonmatic, là một dự án rất tiềm năng. Các bạn nhớ tham gia sớm và thực hiện đầy đủ các cái tác vụ của cái dự án này, nhận được càng nhiều phần thưởng càng tốt các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các kiểu Aerob khác.